Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay em quay cho cả nhà xem một cái đầu xiết nhanh nha cả nhà. Đầu xiết nhanh 13ml hiệu Yukiwa nha cả nhà. Dạ vâng. Trên đây thì nó có một cái con số 3 đi kèm luôn nha. Đầu xiết nhanh 13 ly và con số 3 nha cả nhà. Đây, dưới đây thì kẹp được mũi nhỏ luôn nha. Thích luôn cả nhà. Đầu này còn đẹp nhẹ nhàng nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ xoay cho cả nhà xem nha, nó rất là nhẹ nhàng luôn cả nhà. Xem nha. Mọi người thấy nào, nó đi ra từ từ nữa không? Rất là nhẹ nhàng. Đầu kẹp xiết nhanh Yukiwa 13ml nha cả nhà. Trên đây thì có đi kèm một cái con số 3 nha. Anh em nào đang có nhu cầu cần sử dụng thì liên hệ em nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.